Kính thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, cộng đồng mạng đã bàn luận sôi nổi về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị biện pháp kỷ luật đối với giáo sư Chu Hảo, nguyên là Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường trước đây và hiện là Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đi ngược lại chủ trương đường lối của Đảng. Đa số bày tỏ sự bất bình và phản đối quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hiện có 13 người tuyên bố ra khỏi đảng như nhà văn Nguyên Ngọc, giáo sư Mạc Văn Trang, giảng viên Đại học Khoa học Tự nhiên Trần Thanh Tuấn, trung úy quân đội Nguyễn Hữu Chiến, nguyên phó chủ tịch huyện Bình Chánh Hà Quang Vinh, giảng viên Học viện Âm nhạc Huế Dương Bích Hà, giảng viên trẻ Nguyễn Việt Anh, luật sư Lê Văn Hòa, nhà văn Mai Tú Ân, vân vân. Và nhất là giáo sư Chu Hảo hôm 26 tháng vừa qua cũng đã tuyên bố bỏ đảng với lý do thấy Đảng Cộng sản Việt Nam không có tính chính danh, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Kính thưa quý vị và các bạn, sự kiện bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam xảy ra nói trên mang ý nghĩa gì? Và liệu việc bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay có lan rộng thành một phong trào hay không? Đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ qua cái buổi livestream ngày hôm nay. Và để giúp soi sáng thêm vấn đề bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm nay Thanh Lan mời hai người đã có ít nhiều liên hệ đến Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ, nhưng hiện nay đã coi như là một người đã chia tay với Đảng từ nhiều năm qua. Đó là ông Đặng Xuân Hùng đang sống tại Thụy Sĩ và ông Nguyễn Tường Thụy hiện đang sống tại Hà Nội. Thì trước tiên thì xin mời ông Nguyễn Tường Thụy lên tiếng cùng với quý khán giả của Facebook Việt Tân. Xin mời ông. Vâng, tôi là Nguyễn Tường Thụy, hiện là người viết báo tự do và đang sống tại Hà Nội. Xin chào chị Thanh Lan, xin chào anh Đặng Xương Hùng và xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, xin mời ông Đặng Xương Hùng ạ, từ Thụy Sĩ. Tôi là Đặng Xương Hùng, hiện đang sống tại Thụy Sĩ, đang sống tị nạn tại Thụy Sĩ. Tôi đã từ bỏ đảng từ tháng 10, đúng vào dịp này, cách đây 5 năm, năm 2013. Tôi bỏ đảng và bỏ hết mọi chức vụ của Bộ Ngoại giao, sang tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ. Tôi xin chào chị Thanh Lan cũng như chào anh Nguyễn Tường Thụy cùng tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình. Xin cảm ơn hai vị. Trước khi có buổi nói chuyện với hai vị thì quý vị các khán giả và các bạn có câu hỏi hoặc có góp ý gì xin quý vị cứ chat lên và chúng tôi sẽ đọc câu hỏi của quý vị. Thì trước hết thì xin hai ông có nhận định như thế nào về đề nghị kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đối với giáo sư Chu Hảo? Thì xin mời anh Nguyễn Tường Thụy trước ạ. Vâng, thì chết tôi cũng cải chính một lời chị Thanh Lan một chút. Tôi là một người công dân tự do một và một người viết báo tự do thôi, chứ còn bảo nếu mà liên hệ với đảng nhiều với Đảng Cộng sản Việt Nam thì là chắc là tôi cũng không không có liên hệ nhiều đấy, và bởi vì tôi sống ở cái xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì là tôi là một người công dân, tôi cảm nhận theo cái cách của tôi đấy, chứ còn tôi cũng không chưa bao giờ sinh hoạt đảng, tôi cũng chưa một lần vào đảng. Cho nên là cũng nói như thế để cho các quý vị nếu mà thấy là tôi trả lời không được chính xác thì cũng hoặc là không biết hiểu biết đầy đủ về Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng mong được thể tất. Còn là về về vụ mà Ủy ban Trung ương Ủy ban Kiểm tra Đảng Cộng sản Việt Nam ra kết luận về giáo sư Chu Hảo về tự chuyển hóa, về vấn đề tự chuyển hóa và tự diễn biến thì là tôi thấy rằng đây là một cái việc làm, thì thực ra nói chắc là giáo sư Chu Hảo cũng không phải là người đầu tiên đấy về bị kết luận về vấn đề này, và theo tôi được biết là còn có nhiều người khác nữa đấy, chẳng hạn như là trước đấy có nhiều người còn ở cái tầm cao hơn như là ông Trần Xanh Xuân Bách hoặc là ông Trần Độ, thì là đấy tôi chỉ biết được như vậy thôi. Tức là giáo sư Chu Hảo không phải là người đầu tiên. Thế còn đúng, nếu như mà bảo tự chuyển hóa, tự diễn biến ấy, thì thực ra mà nói thì nếu mà xét về điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì
họ nói, ủy ban kiểm tra nói ông chùa giáo sư chùa Hảo vậy là cũng đúng thôi, nó cũng đúng với điều lệ, không đúng với quan điểm tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, đấy là tôi muốn nói để so với Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ còn cái vấn đề là đúng hay sai so với trào lưu tiến bộ của nhân loại hoặc là so với nhu cầu của đất nước, của dân tộc thì tôi chưa nói đến câu chuyện này, tôi sẽ nói về sau. Đấy, thì đúng là như vậy. Thế nhưng bây giờ bảo ông Chu Hảo là tự diễn biến, tự chuyển hóa thì tôi thấy rằng là cũng rất là khó, cũng rất là mơ hồ, bởi vì là mà nó cũng không được đúng. Tự vì là tại sao một con người, mọi sự vật hiện tượng nó phải 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 có một cái sự phát triển của nó. Đấy, nó phải tồn tại, một cứ mỗi một sự vật hiện tượng nó phải là một cái sự phát triển của nó, là sự đấu tranh dai mặt đối lập. Đấy, thì nó mới phát triển được, chứ có nằm y tại chỗ thì làm sao phát triển được. Thế bây giờ tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cứ ngồi y là một chỗ, không có chuyển hóa gì, thì đảng này sẽ tự tiêu diệt thôi. Mà tôi thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn còn ấy, là họ cũng có sự chuyển hóa của họ. Họ cũng thích nghi đấy, chứ không phải không đâu. Thí dụ như thời kỳ Liên Xô, thời kỳ năm 19, tôi chưa nói, thời kỳ mà năm 1986 đấy. Đấy, thì trên cái tình cảnh đất nước như vậy, nó ở cái bờ vực nguy hiểm đấy, đứng trên bờ vực thảm như là của Nguyễn Văn Linh đấy, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải tự chuyển hóa. Và đấy là cái bước mà tôi cho rằng đấy bước là bỏ những nguyên tắc cơ bản nhất của chủ nghĩa Bắc Lenin đi. Tôi mới nói tại sao khi mà đã cho phát triển kinh tế tự do, khi đã đưa nông dân vào hợp tác xã, đấy là nguyên tắc của nguyên lý của chủ nghĩa Bắc Lenin, nhưng mà đến khi mà hủy bỏ hợp tác xã, giao ruộng cho về khoán cho nông dân, đấy là tự chuyển hóa hơn gì nữa ạ, có phải không ạ? Đấy, sao sao các vị cứ cái chuyện tự chuyển hóa lại cấm người ta cứ y như vậy là thế nào? Đấy, đấy là cái thời kỳ tôi nói hai ví dụ. Thì ví dụ thứ hai là cái thời kỳ năm 8, những năm 989, 90 và 91, và đặc biệt là sau năm 91 Liên Xô tan rã, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải chuyển hóa. Đấy, và như vậy là phải được có cái mới sinh ra cái hội nghị Thành Đô. Đấy, và những lần mà Đảng Cộng sản Việt Nam tự chuyển hóa ấy thì nó mới được kéo dài tuổi thọ của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến bây giờ. Chứ còn nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam không có những cái sự tự chuyển hóa ấy thì bây giờ tôi nghĩ là Đảng Cộng sản Việt Nam là tan rã rồi. Đấy, cho nên trong khi đó là nói là tự chuyển hóa, tự diễn biến, là đối với giáo sư Chu Hảo thì tôi thấy là nó cũng rất là buồn cười. Thế còn nói về vấn đề về kỷ luật ông Chu Hảo, tự vì là giáo sư Chu Hảo là khi mà làm về chủ tội chính, có lẽ rằng là khi mà làm giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức thì ông có cho in một số sách mà nó cũng cho là nó không phù hợp với lại quan điểm tư tưởng và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà đấy là những tinh hoa nhân loại, ông phổ biến theo một cái hướng là khai sáng, một hướng khai phóng, khai dân trí, trấn dân khí. Đấy, vậy thì ông giáo sư Chu Hảo là đã là như vậy, là đề cao, làm những cái việc động thái của giáo sư Chu Hảo là đề cao tư tưởng của Phan Chu Trinh. Đấy, mà tư tưởng của Phan Chu Trinh là nó lại trái ngược với lại tư tưởng của Đảng Cộng sản, những nước mà theo nguyên lý của chủ nghĩa Bắc Lenin, nó lại trái ngược. Cho nên đã có thời kỳ mà thế hệ chúng tôi học ấy, là Đảng Cộng sản Việt Nam và giáo trình dạy dỗ học sinh sinh viên là phê phán tư tưởng của Phan Chu Trinh rất nhiều, là tư tưởng cải lương đó. Cho nên là những cái cách đấy ông làm của ông Chu Hảo tôn vinh đấy, và theo cái tư tưởng khai phóng của Phan Chu Trinh thì nó ngược lại. Đảng Cộng sản Việt Nam đang muốn là không muốn mở dân trí, muốn ngu dân cơ, để cho dễ bề cai trị. Mà cái điều này là ngay cả những cái đơn xin ra và tuyên bố ra khỏi đảng của nhà văn Nguyên Ngọc cũng như giáo sư Chu Hảo nói rất rõ, nói thẳng ra vấn đề này. Tôi chỉ là người nói theo của ông mà thôi. Đấy, quan điểm tôi về vấn đề này như vậy, thì xin mời anh Sương Hùng có thể nói có cho tiếp ý kiến. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn anh Sương. Dạ. Dạ cảm ơn anh Thụy. Đầu tiên thì cũng phải đùa với anh Thụy tí, anh Thụy là vẫn còn ở trong cái quần chúng trong sạch,
Bởi vì là khi trước khi ở đảng thì mọi người cũng hay nói là thôi mày vào đảng đi để cho trong sạch quần chúng. Vâng. Như thế Và bạn. tôi cũng muốn như vậy lắm, nhưng mà tôi chắc chắn là quần chúng sẽ phản đối ạ. Và quần quần chúng muốn giữ tôi lại để cho sạch sẽ quần chúng ạ, chứ không không muốn cho tôi đi đâu ạ. Không muốn cho tôi dập vào cái bằng cái đảng ấy đâu ạ. Tôi tin là như vậy. Trả lời câu hỏi của chị Thanh Lan thì Hùng trả lời thế này, đối với cái việc mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương muốn kỷ luật ông Chu Hảo ấy, thì tôi thấy rằng là cái câu chuyện này đối với tôi thì không có gì bất ngờ cả, bởi vì từ trước đến nay khi tôi trong đảng cũng như khi tôi cũng chưa vào đảng hoặc về sau này thì tôi thấy đây là một cái hành xử rất bình thường của Đảng Cộng sản, bởi vì họ phải làm như vậy. Họ làm như vậy bởi vì là thứ nhất là họ muốn là để tránh cho những cái đảng viên đi chệch đường rồi tự diễn biến. Cái thứ hai nữa là phải chấp hành cái cứng nhắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái thứ hai nữa là với những cái kỷ luật như này thì có thể răn đe cái đối tượng trực tiếp và răn đe những cái đối tượng có cùng cái cùng loại như vậy. Thế thì đấy cũng là cái mà đảng đã hành xử từ lâu lắm rồi, đây cũng phải không phải lần đầu tiên. Như anh Thụy nói, những năm 60 thì đã có hẳn cả những cái vụ án chống đảng năm những năm 60, rồi năm chín những năm 90 thì có ông Trần Xuân Bách, rồi sau này thì Đúng có rồi, ông Trần Độ, còn xét nhiều nữa lại. quê sẽ lại chống đảng đấy, sẽ lại chống đảng của ông Hoàng Minh Chính chứ. Thì tôi thấy tôi chỉ ngạc nhiên là tôi chỉ thấy là có cái là nó khác ngày xưa ấy, nó khác ngày xưa là bây giờ là có internet rồi. Ngày xưa mình cũng theo dõi những vụ như vụ ông Trần Xuân Bách rồi ông Trần Độ thì chúng ta chỉ được nghe báo chí với tivi người ta đấu tố những cái nhân vật đó thôi, rồi đọc trên báo thôi, thì còn xì xào với nhau thôi, chứ còn làm gì có chuyện trao đổi được trên internet như này, những thông tin được đưa ra như thế này. Do đó là bây giờ nó khác ngày xưa, nó khác ngày xưa thì do đó là cái câu chuyện mà kỷ luật một đảng viên như đảng đối 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 với ông Chu Hảo ấy hiện nay thì cái khác ngày xưa là cái phản ứng của dư luận. Cái phản ứng dư luận bây giờ, bây giờ dư luận nó biết hết rồi, người ta biết hết hết rồi, ông ấy không bị cô lập như ngày xưa nữa, ông không cũng bị cô lập. Do đó là cái khác là cái phản ứng của dư luận, và cái phản ứng của dư luận nó thể hiện ở cái phong trào cái trào lưu bỏ đảng sau khi mà có cái tin kỷ luật ông Hào. Thế thì cái khác nữa là cái là nhiều khi có khi ông Hảo cái câu chuyện mà người ta kỷ luật ông Hảo cũng chưa chắc là đã bùng nổ thành một phong trào như này, nếu như không có thêm thêm nó như là cái sự việc tràn ly ra thôi, tức là nếu mà như không có Thủ Thiêm ấy, như không có Dương Nội ấy, không có xây nhà hát ấy, không có xây tượng đài ấy, thì rồi bắt vàng rồi giữ vàng của người ta, tất cả những chuyện đó nó gộp lại tất cả vào, đến những việc nói thêm vào cái việc là xử lý cái người mà người ta trông vào đấy là một tấm gương của một cái sự đổi mới, tấm gương của một những tư tưởng mới muốn đưa đất nước tiến lên, thì sau đó mà tất cả những cái đó nó như là một cái cộng hưởng, nó cộng hưởng vào với nhau thì nó bùng lên thành một cái phong trào, nó bùng nó nổ ra cái cốc nước, nó tràn ra khỏi ly, thì việc cái việc đó là đấy là cái sự khác biệt giữa ngày xưa với ngày nay. Đấy, thì đấy cũng là cái điều mà chúng ta cũng thấy rằng là cái phong cái dân trí cũng được mở rộng ra, và cái cơ hội để mà có thể dân chủ hóa cái đời sống chính trị của Việt Nam, nó bắt đầu có những cơ hội để mà có thể Đảng Việt Nam không thể bưng bít được nữa, ngay cả những cái việc mà trừng trị những đảng viên của chính những thành viên của mình thì họ cũng bị nghĩa là đặt 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 ra trước công luận, đặt ra sự phải phải được phải làm những cái việc nó thật công minh.
Xin lỗi đấy. Dạ vâng, cảm ơn ông Hùng. Thưa hai vị, là tại sao họ lại chọn cái thời điểm này trong khi những cái vi phạm vào ủy ban kiểm tra dựa vào đó đã xảy ra từ 3-4 năm trước? Phải chăng là họ muốn bắt đầu một cái đợt trấn áp mới đối với cái giới trí thức mà sau khi tung ra chiến dịch mà đốt lò chống tham nhũng, thưa hai ông? Mời anh Thụy. Tại sao để chọn vào cái thời điểm này để mà thi hành kỷ luật ông Chu Hảo? Thì thực ra nói thì cũng phải ở đây phải nói lại là ở đây mới có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chứ còn về vấn đề hình thức kỷ luật của giáo sư Chu Hảo này thì là chưa có. Nhưng mà nói chung là đã đưa giao cho Ủy ban Kiểm tra làm việc rồi, kết luận rồi, làm việc là phải kết luận là phải có kỷ luật. Đấy, đấy là điều nó thường xuyên nó xảy ra như vậy, nó là xảy ra như vậy. Thì cứ cho là như là giáo sư Chu Hảo sẽ bị kỷ luật, nhưng mà ở mức như hình thức như thế nào thì chúng hiện nay để chúng ta chưa rõ. Nhưng đối với tôi ý, thì câu hỏi tại sao lúc nào cũng khó với tôi. Tại vì là tôi là không quen nói nhận định một cái gì mà nó không phải nằm trong đầu của mình. Đó. Cũng không quen nói trước một điều gì mà nó chưa xảy ra. Đấy là tôi cái cách làm việc của tôi, viết lách hay là gì gì đấy, tôi cũng hay tôn trọng những cái nguyên tắc như vậy. Thế tôi chỉ biết rằng là cái sự mà chuẩn bị kỷ luật của đối với giáo sư Cho Hảo ấy, nó nằm trong một cái điều mà ông Nguyễn Phú Trọng luôn liên tục nói, nhắc đi nhắc lại cũng rất nhiều lần đấy, về cái chúng ta nói ban đầu đấy, tức là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đấy. Chứ còn bây giờ vậy thì tại sao, thực ra mà nói không phải bây giờ ông ấy làm mà bây giờ là đấy, cái thứ tôi cho rằng tôi cũng không biết được ấy. Nhưng mà chắc chắn là không những ông giáo sư Chu Hảo mà đối với nhiều người khác nữa, nếu mà có những cái việc làm như giáo sư Chu Hảo thì chắc chắn là ủy ban kiểm tra rồi và là người mà đã kết luận xong bắt đầu là ban chấp hành trung ương rồi bộ chính trị đã ra mức độ kỷ luật của đối với giáo sư Chu Hảo, là cái đấy thì là nó sẽ xảy ra. Cho nên là tôi đúng là tôi không đánh giá được là tại sao ông Nguyễn Phú Trọng, ông phải nói thẳng ra ông Nguyễn Phú Trọng đấy, ông đã đảng trưởng mà, chứ cũng bây giờ phải nói rằng là ông có quyền khuynh loát mọi vấn đề của đất nước, của đảng và của đất nước. Cho nên tại sao ông Nguyễn Phú Trọng mà chọn vào thời điểm này thì đúng là tôi cũng chưa có câu hỏi để làm thỏa đáng, thỏa mãn chị Thanh Lan. Dạ cảm ơn anh Thủy. Ông Hùng có ý kiến gì không ạ? Ở cái điểm này thì với câu hỏi của chị Lan thì Hùng có mấy ý này. Ý thứ nhất ấy, là tại sao người ta cử được ông Hảo là bởi vì là vào lúc này là bởi vì ông Hảo đã thể hiện là hết sức nguy hiểm đối với đảng rồi. Bởi vì đối với trường hợp của ông Hảo là có cái tầm ảnh hưởng rất lớn trong quần chúng, trong nhân dân. Hơn nữa là ông ấy lại là giám đốc của một nhà xuất bản nhiều cuốn sách mà trên cái việc là khai trí mở rộng dân chủ, công khai minh bạch hóa đời sống chính trị ở Việt Nam, rồi học tập những cái gương dân chủ hóa của nhiều đất nước khác, đưa những tấm gương đó để cho người dân hiểu dần dần thế nào là dân chủ, thế nào là tự do, thế nào là tự do ngôn luận, thế nào là phát biểu chính kiến, thế nào là tham gia vào đời sống chính trị của xã hội. Thế thì đối với tất cả những cái công việc của ông Hảo và những phát biểu của ông thời gian 3-4 năm gần đây, hoặc kể cả những thời gian sụp đổ bức tường Bắc Kinh, sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa, sụp đổ, thì từ đó đến nay thì người ta gộp lại, người ta thấy rằng là ông này nguy hiểm, thì do đó đây là cái lúc mà đảng thấy rằng là phải kỷ luật ông Hảo. Thứ hai là thì chị Thanh cũng chị An cũng hỏi là tại sao có những thứ nó diễn ra cách đây 4-5 năm thì bây giờ mới lôi ra, thì tôi thấy rằng là cái này thì thường tình thôi. Cái này thì đối với đảng nó muốn kỷ luật ai á thì họ lôi tất cả lỗi lầm
không những lỗi lầm của cá ấy, lỗi lầm của đời sống riêng tư, 3-4 năm là ăn thua gì đâu, người ta lôi hàng mấy chục cái cho là lỗi lầm thì đúng hơn anh Sư Hùng ạ. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là đúng là nó dậy lên một cái nó như là cái ý mà ý thứ hai mà tôi muốn nói rằng là mỗi một cái trường hợp, mỗi một cái phong, một cái đợt mà kỷ luật một cái vị có tầm ảnh hưởng lớn trong đảng, có cái chức vụ trong đảng ấy, thì đúng là một cái đợt để mà thông qua để trừng trị cái đối tượng đó, và để thông qua cái đối tượng đó đe dọa những người khác. Thì rõ ràng là sau khi mà ông Nguyễn Phú Trọng ông ấy tập trung được quyền lực, ông ấy quyền lực tập trung vào tay ông ấy, thì do đó là ông ấy cũng muốn tạo ra là một cái giai đoạn mới trong cái việc gọi là làm trong sạch đảng, rồi chống diễn biến, rồi các thứ đó. Thì trong những cái chiều hướng như vậy thì ông ấy nhằm vào ông Hảo là rất đúng, và nó cũng là một cái đợt trấn áp mới. Nhưng mà trước phản ứng của nhân dân này thì có khi các ông ấy cũng phải làm từ từ lại, chứ không thể. Hình như chúng tôi mất sóng. Dạ, trả lời chị Thanh Lan. Dạ, cảm ơn ông Đặng Sinh Hùng. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hiện đang có cái buổi hội luận nói chuyện trực tiếp với lại ông Nguyễn Tường Thụy, là một nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam, và ông Đặng Xuân Hùng là nguyên lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sĩ. Có một cái câu góp ý của một vị thính giả, công trình Nguyễn, là làm sao để hiệu ứng Chu Hảo thành hiệu ứng domino của Cộng sản Việt Nam, sao cho có hàng trăm ngàn người Cộng sản trở về với người dân. Dạ, thưa, cảm ơn ông. Và chúng ta có một cái câu hỏi của một vị thính giả luôn là xin hỏi hai ông là vì sao giới trí thức phản ứng chống những tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam quá chậm so với người dân thường, trong khi dân oan đã tranh đấu từ lâu, có phải khi nào bị động đến quyền lợi thì họ mới phản ứng hay không? Dạ, thì mời xin mời ông Hùng đi. Dạ, mời ông Hùng ạ. Thì cái câu hỏi thứ nhất là làm sao cho cái này nó thành cái domino, tức là cái phong trào bỏ đảng rồi thoái đảng nó thành một cái phong trào rộng rãi, và không chỉ còn có 10-15 người mà có thể nhiều hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ thì cái này thì nó cũng mình tất nhiên là với cái ý thức, với một cái gọi là cái mong muốn ấy, thì ai cũng mong muốn rằng là đảng sẽ thay đổi, đảng sẽ thay đổi. Thì và trước khi muốn đảng thay đổi thì phải có những cái đảng viên thay đổi. Thì và trước khi có một, tức là phải có những cái sự thay đổi trong tư tưởng của rất nhiều đảng viên thì nó mới có được một cái phong, nó mới có được phong trào. Chứ tôi cũng rất đồng ý với cái ý kiến là dân mình, nghĩa là cái sự quản lý của đảng nó cũng rất chặt chẽ, do đó nó gắn cái mác đảng viên với cái quyền lợi của đảng viên, nên do đó là cái sự tháo bỏ cái vòng kim cô đảng viên ra khỏi cái đời sống của mình thì cũng khó khăn và cũng phức tạp, đòi hỏi con người ta phải vượt qua được một nỗi sợ hãi nào đó. Thế thì do đó là tôi thấy rằng là ở với cái tình hình mà với cái sự công khai của internet, thì với những cái sự nhìn nhận của đông đảo người dân trong cái tình hình chính trị hiện nay ở Việt Nam, với những cái diễn biến như như cướp đất của người dân oan, rồi cải cách giáo dục, rồi bệnh viện thiếu trường thiếu bệnh viện cho người bệnh, rồi học sinh phải đi đến trường bằng những cái
bằng những phương tiện như là vượt sông, chui vào trong túi ni lông, thì tất cả những cái đó nó tạo ra một cái hình ảnh của cái sự yếu kém của sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, đối với dân tộc. Thì từ những cái nhận thức đó thì mới mong từ những cái nhận thức đó thì mới mong rằng có thể có những cái biến đổi, có biến chuyển trong trong từng con người đảng viên, và phải cái đó được, cái đó nó cũng phải kèm theo những cái sự dẫn dắt của những con người đi trước. Thí dụ như trong cái phong trào hiện nay, thì phong trào hiện nay thì cũng phải ghi nhận những cái sự dẫn dắt của những con người nổi tiếng như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà báo Mạc Văn Trang, rồi ông Chu Hảo. Đó là phải có những con người đó thì những con người đi sau người ta mới có tiếp bước được, người ta mới bớt sợ, người ta mới tiếp bước, người mới theo gương. Tức là muốn có một domino phải có những nhân vật bất đồng chứng kiến, có ảnh hưởng ở quần chúng nhân dân và dám đứng lên công khai chống lại Đảng, chống lại cái chính sách của Đảng và góp ý cho Đảng, và thì mới có được một cái, mới mong có được một cái domino cho cái phong trào thoái đảng. Dạ. Ông thì có ý kiến gì không ạ? Vâng, tôi thì thế này. Cái trước hết là cái hiệu ứng domino về vấn đề thoái đảng ấy, điều đấy là điều tôi mong. Đấy. Và anh Sương Hùng, Đặng Sương Hùng thì mới nói đến là điều kiện để xảy ra hiệu ứng mà thôi. Chứ anh Sương Hùng cũng chưa trả, chứ cũng chưa để không cũng rất chưa đề cập nhiều đến làm thế nào. Làm thế nào? Bây giờ nói thì cũng rất là dễ. Thí dụ như anh Sương Hùng nói là có những người mà gọi là có uy tín trong giới trí thức, nói trong đảng viên làm các thứ, thì cái đấy là cũng đúng thôi, cũng đúng thôi, để dẫn dắt này nào thì cũng đúng thôi. Nhưng mà cái khó nhất theo tôi là khó nhất khoảng hơn 10 người ra cái trong cái đợt anh Chu Hảo thì không phải là nhiều so với 4.6 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, thì cái tỷ lệ nó rất là nhỏ nhoi, rất là nhỏ nhoi, và tôi cũng không mong đến hàng triệu đảng viên, và cũng không mong đến đại khái là một vài chục nghìn đảng viên mà ra khỏi đảng thì chắc là đảng cũng chết, cũng không chết, cũng ngắc ngoài, cũng căng thẳng lắm rồi. Bởi vì cái mặc dù nó mà là tỷ lệ nhưng nó sức công phá của nó sẽ lớn, thì chỉ cần 2%, 3% là sức công phá rất lớn rồi. Và đấy là một điều. Vậy thì tại sao tôi muốn phân tích, tại sao mà tôi chỉ mong mỏi thôi, chứ còn tôi biết không, chưa thể dám nói làm thế nào, bởi vì nó phải nói cái thành trì hiện nay ấy, là vẫn là cái khó gỡ nhất của chúng ta, của những người đảng viên và kể cả dân chúng, là cái nỗi sợ hiện nay là còn nặng nề lắm. Đấy là cái thứ nhất. Cái nhận thức thì có thể cũng là một cái cũng dân trí, mà có nhiều người ta không nhận thức được hết về vấn đề cái Đảng Cộng sản Việt Nam này nó là như thế nào. Đấy là cũng là một cái hạn chế. Nỗi sợ là một, cái nhận thức là hai cái đấy là cái mà hai cái đấy mà cái rất là khó vượt qua, mà cũng đang vượt qua thì đấy, nhưng mà phải vượt qua được rất nhiều người vượt qua thì mới giải quyết được vấn đề. Còn cái nữa thì tâm lý đảng viên ấy, tôi nói thật là đảng viên của chúng ta có một cái tâm lý, và người Việt Nam ta nói chung cũng một cái tâm lý là thích ngồi trên người khác. Đấy, ông về hưu chẳng nữa, ông là đảng viên, ông cảm thấy ông oai hơn là dân thường rồi, đấy mới là đảng viên thôi. Ông dân phong cũng cảm thấy oai vung vẩy rồi, cũng oai hơn dân thường nhiều lắm rồi. Đấy, và nhiều cũng biết là khi người nọ rồi chọn người kia mà chơi, dân chúng cả ta cũng vậy, dân chúng không còn cái gì nữa, là dân tay không có chức quyền gì cả, nhưng vẫn cứ muốn thân với một ông công an, vẫn muốn thân với một ông cán bộ xã, đó là như vậy. Cho nên là đấy là một cái tâm lý hết sức là khó để mà vượt qua. Đấy, có vừa có thích oai, vừa sợ hãi, để vừa mang tính chất đó, nó hèn kém.
cho nên vì sao mà mỗi trong những cái chuyện đấy chỉ có một cuộc biểu tình đấy, đối động đến ngư dân, động đến những vấn đề vận mệnh lớn của đất nước, như cái đợt biểu tình phản đối đặc khu đấy, chứ cũng chỉ vài chục nghìn người thôi, chưa được 100.000 người đấy. Còn ngoài ra thì biểu tình chống Trung Quốc hay là này nọ các thứ thì cũng lẻ tẻ được một ít thôi đấy. Cho nên là cho cái số mà vượt qua nỗi sợ là một, vượt có nhận thức, vượt qua được cái nhận thức mà bị nhồi sọ là hai, và cái cá tính nó gọi là cái cá tính nó không hay, cái tính khí, cái tính chất nó không hay của con người ấy. Vượt qua mấy cái đấy vô cùng khó, cho nên tôi nói không phải là đẩy bi quan đâu. Thế nhưng mà đấy thì là cho nên muốn tạo thành cái hiệu ứng domino của như các bạn nào vừa nói, thì tôi thấy rằng đấy là điều tôi mong, nhưng tôi thấy rất khó khăn. Vâng, cảm ơn hai vị. Có người cho rằng là giáo sư Chu Hảo đã từng bị đấu tố trong Đảng ủy Ủy Liên Hiệp Hội Khoa học Việt Nam và biết trước thế nào cũng bị kỷ luật. Nhưng vấn đề tại sao là sau khi bị kỷ luật, ông mới tuyên bố ra khỏi Đảng? Phải chăng cái vấn đề rời bỏ Đảng là một cái sự khó khăn đối với ông hoặc là đối với những đảng viên khác? Không biết là ông Đặng Sư Hùng có cái kinh nghiệm này không? Xin mời ông. Tôi cho rằng là đúng là đây là một quyết định bỏ Đảng là cái quyết định rất là khó khăn. Dù có như trong tình huống như thế nào thì tôi cũng thấy rằng đây là một cái quyết định rất khó khăn của những đối tượng liên quan, chứ cũng không hẳn là họ. Bởi vì đối với Đảng ấy thì Đảng như là tôi đã nói ở trên, nó gắn với nồi cơm của mình, gắn với những quyền lợi mà Đảng, bởi vì Đảng luôn luôn dành cho đảng viên những cái lợi ích, những cái quyền lợi nó sát sườn. Bởi vì thí dụ như trong Bộ Ngoại giao chẳng hạn, phải là đảng viên thì mới được nâng lên cái cấp nào đó, muốn lên làm lãnh đạo hoặc muốn lên có một cái chức vụ nào đó thì cũng phải là đảng viên, chứ làm thì tất cả nó gắn liền với cái nồi cơm của người ta. Thì do đó là thực sự đó là những cái quyết định khó khăn, có khó khăn. Bởi vì theo như quan sát thì tôi thấy rằng là phần lớn những người mà quyết định ra khỏi đảng đều đã ở tuổi về hưu rồi, tức là đã qua cái giai đoạn có quyền có chức qua rồi, cái sự gắn kết cái nồi cơm của mình đã nhỏ đi rồi, cái nồi cơm mà đảng giữ cho mình, đảng giữ vẫn còn cầm một tay đảng thì nó cũng nhỏ đi rồi, do đó cái sự vứt cái phần đó đi nó cũng dễ dàng hơn đối với người khác. Do đó là tôi cũng rất tự hào rằng là tôi bỏ đảng vào lúc 52 tuổi, lúc đang làm vụ phó của Bộ Ngoại giao và đang đương chức đương quyền, và còn bao nhiêu cơ hội đang ở phía trước. Nồi cơm của tôi rất nhưng mà tôi cũng tự hào, và tôi đã bỏ đảng cách đây những 5 năm rồi, tức là cái thời gian tôi bỏ đảng là cái thời gian sau khi mà ông nhà nước ông ấy đưa ra cái việc là trưng cầu dân ý hiến pháp, ông nói không có nghĩa là tự do được góp ý các thứ, rồi cuối cùng thì nhanh nhanh chóng chóng thông qua xong rồi làm mấy cái hình thức để gọi là như là để cho gọi ý người dân, rồi vẫn giữ nguyên cái điều 4 hiến pháp, giữ nguyên cái điều mà đảng lãnh đạo tuyệt đối đời sống chính trị của cái đất nước Việt Nam này. Ê, rồi cùng cái thời gian đó thì là cái thời gian mà ông Giáp ông chết. Ông Giáp là một con người đảng muốn gạt ra ngoài. Thế và cái lúc đó thì cái đám tang của ông Giáp ấy thì nó tự nhiên nó có cái sự tham gia, cái lòng dân người ta kính trọng ai, người ta tôn trọng ai thì người ta lúc đó người ta mới thể hiện ra, và cái điều đó cũng thấy nó cũng có một cái mặt là đảng không thích ai thì cái người đó lại được dân quý. Thế đấy là cái giai đoạn mà đúng cái thời điểm đó là tôi, với cả sau khi ông Trọng ông nói cái câu là còn 100 năm nữa không biết chúng mình có tiến lên được chủ nghĩa xã hội hay không,
Thì lúc đó tôi thấy rằng là ok, như vậy là chả còn cái gì để mà đã nuôi cái ý định là sẽ không bao giờ, nghĩa là đến cuối đời là phải không phải là đảng viên. Nhưng mà cái thời điểm đó là cái thời điểm rất thuận lợi cho mình. Tuy nhiên thì tôi cũng phải tính toán rằng làm sao một cái quyết định của mình ít ảnh hưởng đến gia đình mình nhất. Thì tôi cũng đợi cho các anh chị của tôi, các mọi người của gia đình tôi cũng đã ổn thỏa hết rồi thì tôi bắt đầu mới hành động. Bởi vì nếu mà hành động mà người ta vẫn nắm được nồi cơm của một người nào đó trong gia đình mình thì cũng là đau lòng. Thì đấy, chia sẻ cái khó khăn của mình để nói lên cái khó khăn của người khác, người ta phải bỏ đảng. Tất nhiên ở trong mỗi những cái tình huống thì mỗi người ở một cái tình huống nhất định, thế nhưng mà đều phải vượt qua một cái ngưỡng nào đó. Cái quyết định của mình phải vượt qua một cái ngưỡng đó, mình chấp nhận được, mình không còn sợ nữa, vứt cái nỗi sợ đó đi, vứt cái ngưỡng nó ra ngoài thì đó mới quyết định được. Thế đấy là tôi nghe cái trả lời câu hỏi đối với chị Thanh Hải. Cảm ơn ông Hùng, cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thành của ông Hùng. Cả ông không phải là đảng viên nhưng mà không biết có những cái kinh nghiệm hoặc là từ những người khác, và ông có muốn chia sẻ một chút xíu về cái câu hỏi này không? Tôi thì thấy là thế này, tôi cũng đồng ý với anh Đặng Xuân Hùng là quyết định bỏ đảng làm quyết định rất khó khăn đối với một đảng viên, và đặc biệt là đối với những đảng viên có cái nhiều tuổi đảng. Nhưng anh Chu Hảo là có 62 năm đúng không ạ? Đấy. Đây là một nó dai dứt lắm, bởi vì là từ lúc còn trẻ người ta đi theo cái lý tưởng của đảng rồi đấy, cho nên là tất cả mọi tâm huyết, mọi sự nhiệt tình và tài năng và sức khỏe người ta đã cống hiến cho đảng bằng ấy năm đấy. Thì bây giờ bỏ cũng dai dứt. Tôi xin nói rằng cái việc bỏ đảng ấy thì nó dai dứt hơn, nó thực là dai dứt hơn cả cái chuyện vợ chồng bỏ nhau nhiều. Đấy, các vị cứ thấy mà xem, trong mấy ngày hôm nay có 12 người bỏ đảng, vâng. Nhưng mà bây giờ cứ hỏi các vị chánh án ở cái tòa án quận huyện trong cả nước để xem con số ly dị trong mấy ngày vừa qua là bao nhiêu. Tôi tin rằng nó gấp hơn con số 12 rất nhiều lần. Đấy, cho nên là nó dai dứt lắm. Tôi có nói như vậy, nhưng có một cái điều là tôi đối với trường hợp giáo sư Chu Hảo thì tôi cũng có nghĩ khác một chút. Tôi nghĩ khác một chút là trong cái trường hợp giáo sư Chu Hảo là giáo sư Chu Hảo đã sẵn sàng bỏ đảng rồi đấy, và chỉ chờ cơ hội ra thôi. Và đến khi mà anh đã cống hiến với việc mà là khi mà là sức mình cho vấn đề truyền bá cái kho trí thức của nhân loại tới những người độc giả Việt Nam, thì là anh đã làm được khá nhiều việc. Mà đến khi mà đảng của ông Trọng phát hiện ra, và cũng đã đến lúc mà cảm thấy là kỷ luật ông này được rồi, không thể ông này, không để thể cho ông này là ông tiếp tục quá hơn nữa, thì giáo sư Chu Hảo cũng biết chắc chắn là mình sẽ vậy, thì lúc nào họ sẽ không chịu được mình nữa thì mình ra. Lúc ấy mình tuyên bố vẫn chưa muộn, và bằng chứng là giáo sư Chu Hảo đã tuyên bố ngày hôm qua rồi, phải không ạ? Ngày hôm qua rồi, hôm 6 tôi tính là giáo sư Chu Hảo là người thứ 12 trong cái vụ này, mà anh Mạc Quan Trang là người thứ nhất, Nguyên Ngọc là người thứ hai đấy. Và ngay cả bây giờ nói, và khi như vậy thì là anh tức là trong cái thời gian, trong những năm mà trước khi mà anh bị đảng xét kỷ luật, thì những năm ấy là những năm anh cống hiến cho đất nước, cho dân, chứ không phải cống hiến cho đảng. Bởi vì được cống hiến cho đảng, đảng đã không đòi kỷ luật đấy. Vậy thì anh đã làm hết sức mình, đã tranh thủ cái vị trí của anh ấy, anh đã làm được rồi. Mà đến khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam cảm thấy không chịu được ông này nữa, ông ấy làm như vậy hạ cho đảng được, lợi cho dân thôi, cho nước thôi, thì là không chịu được nữa thì kể. Và lúc ấy thì là giáo sư Chu Hảo biết đến lúc ấy thì là tức là
người chiến đấu theo tôi, tức là đến đến giờ phút cuối cùng mới chịu rời trận địa, không thể bám trụ trận địa nữa thì mới chịu rời. Đấy là cái ý của tôi riêng về trường hợp Chu Hảo. Hai nữa là cứ phải giả sử với xem, nếu như giáo sư Chu Hảo mà không có học hành học vị như vậy, không vào Đảng Cộng sản Việt Nam, không được giao trọng trách như vậy, thì đây là cái ý kiến của một bạn trên Facebook, tôi đồng tình, tôi không biết là của bạn nào, thì anh cũng bây giờ cũng là thường dân thôi, cũng là người như tôi chẳng hạn này đấy, hoặc là có thể là không được như tôi nữa đấy, cũng không đóng không cái hiệu ứng cái sức lan tỏa cái thức đỉnh nó không được như anh Chu Hảo là nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ bây giờ đó, khác với anh Chu Hảo là nông dân đi cày đó, khác đấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái đấy là giải thích về trường hợp anh Chu Hảo rất đúng. Ngay cả anh Nguyên Ngọc cũng vậy thôi. Anh Nguyên Ngọc đến khi mà anh Nguyên Ngọc thực ra mà nói, trong cái lá đơn của anh Nguyên Ngọc, và tôi biết anh Nguyên Ngọc, tôi gặp anh Nguyên Ngọc rồi, thì tôi biết rằng trong cái lá đơn ấy của anh Nguyên Ngọc, anh nói đúng, tức là anh định ra khỏi Đảng từ lâu rồi, nhưng bây giờ nhân cái chuyện mà chưa Đảng Cộng sản Việt Nam định kỷ luật, lăm le kỷ luật anh Chu Hảo, và nhân cái dịp này là anh mới quyết định anh ra tuyên bố, và phải nói rằng cái hiệu ứng Chu Hảo mà đã được như vậy trong mấy ngày được vậy, nói là nói vậy thôi, nhưng mà đấy là cái hiệu ứng lớn nhất về bỏ Đảng, lớn nhất từ trước đến nay. Tôi thấy cảm thấy là đây là một cái sự kiện rất có tốt, rất có lợi cho những người trong phong trào dân chủ, cho những tinh thần khai phóng, và đây là một cái việc làm đau đầu ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung. Vâng, cảm ơn hai vị. Có một câu hỏi của một vị thính giả có tên là Minh Trang. Theo thời điểm hiện tại, với biết bao nhiêu kết quả xấu xảy ra trong xã hội, theo sự suy nghĩ của hai vị, bây giờ đã đúng thời điểm để các đảng viên cùng quân đội nên suy nghĩ để bỏ Đảng hàng loạt hay không? Và chuyện gì sẽ xảy ra cho tương lai của đất nước? Không biết là ông Hùng có ý kiến gì hay không? Thấy ông cười tươi quá. Cái này thì là mong muốn của chị thính giả đó thì rất là hợp lòng dân. Cái đó là mong muốn cũng không phải của riêng chị đấy, của rất đông đảo người dân Việt Nam hiện nay rồi. Chỉ trừ những cái đảng viên nào còn được hưởng những cái bổng lộc, còn được hưởng, chỉ mới không nghĩ như thế thôi. Nhưng còn những ai mà quan tâm đến tình hình đất nước, quan tâm đến vận mệnh dân tộc, quan tâm đến cái đời sống chính trị, đời sống kinh tế, đời sống hàng ngày của người dân, thì đấy là cái mong mỏi không phải của riêng chị nữa rồi, mà của rất nhiều người Việt Nam hiện nay rồi. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo cái đời sống của cái đất nước này đã tỏ ra hết sức hèn kém rồi, nó đã được công khai hết tất cả các thứ rồi, và cái chuyện loại bỏ Đảng Cộng sản ra cái vai là thành cái người mà nắm cái vận mệnh của đất nước là một cái nhu cầu rồi. Thì cái nguyện vọng của chị đó thì tôi cũng rất là đồng tình, bởi vì các đảng viên cũng cần phải suy nghĩ thay đổi cái tư tưởng của mình, sớm nhận ra được những cái bước đi tiếp theo để mà đưa đất nước ra khỏi, hoặc là phải chấp nhận đa nguyên đa đảng. Trong đó Đảng Cộng sản là một lực lượng chính trị tham gia cái đời sống chính trị thôi, chứ không phải là người là cái lực lượng mà có thể quyết toàn bộ độc gọi là toàn trị, công an trị cái đất nước này nữa rồi. Bởi vì họ đã được nhân dân rất là ưu đãi cho thử nghiệm 7, 8, 80 năm rồi. 7, 80 năm để thử nghiệm quay quay đi hết từ hướng này sang hướng khác, để thay hết cái này đổi hết mới, cái này đổi mới đều là thất bại hết, thì họ không xứng đáng là một lực lượng anh minh của đất nước, lực lượng tinh hoa của đất nước để mà lãnh đạo cái đất nước Việt Nam này. Trong khi thế giới người ta tiến mạnh, người ta nghĩ đến nhiều cái thứ khác cho đời sống của người dân người ta và của cả dân tộc khác trên toàn thế giới,
Trong khi đó thì ông đảng, ông lãnh đạo, ông chỉ nghĩ đến cái quyền, nghĩa là bảo vệ, làm sao bảo vệ cái sự tồn vong của cái đảng cộng sản thôi. Thì đó là cái lực lượng lạc hậu rồi, lực lượng lạc hậu rồi, cần phải loại bỏ. Loại bỏ như thế nào thì đấy là một câu chuyện. Có thể cái cách mà hay nhất là đảng cộng sản phải biết tự thay đổi mình. Đó là một cái phương án, đáp án dễ dàng nhất, dễ chịu nhất cho đảng cộng sản Việt Nam, không phải để cho người khác phải lật đổ mình, mà mình phải tự thay đổi mình để phù hợp với cái đời sống văn minh của nhân loại. Thế thì đấy là những cái trách nhiệm của từng cái đảng viên hiện nay còn đang đứng trong đảng, là phải góp một cái phần tiếng nói nào đó để có thể đảng cộng sản Việt Nam chọn lựa cho mình một cái hướng đi đứng đắn. Chứ không bây giờ các ông ấy lạc sâu lắm rồi, ông lạc vào rừng rồi, mà nếu lạc vào rừng thì những cái người đứng đầu như ông Trọng chẳng hạn hết sức bảo thủ, và ông sẽ chỉ đi chọn, ông không chọn con đường quay lùi ra đâu, mà ông cứ bảo là tiến lên, và càng đi xa thì càng nhiều cái số, càng lạc sâu vào trong những cái khó khăn khác. Đấy là câu trả lời của tôi. Dạ, cảm ơn anh Hùng. Trước khi chuyển qua ông Thụy thì nhân thể có một câu hỏi dành cho ông Thụy luôn. Có vị tên là Liêm Càng. Bác Tường Thụy cho con hỏi bỏ đảng tại sao phải dây dứt? Thì anh Tường Thụy có thể trả lời luôn hai câu hỏi được ạ. Hình như là cháu không để ý đến cái câu trả lời của tôi. Tại sao phải dây dứt? Là tôi đã trả lời rồi, tôi đã nói rồi đấy. Có nghĩa là những người tâm lý, những người bỏ đảng người ta, tôi xin nói lại thôi mà thôi. Tức là người ta đã gắn bó cả một cái tuổi trẻ của người ta, từ lúc người ta còn trẻ, đang nhiệt huyết các thứ, và đi theo đảng, và đã bỏ tâm huyết, bỏ công sức, bỏ sức khỏe và các thứ ra để đi theo đảng. Mà bây giờ nhận thấy là đảng không phải như trước nữa, đảng không còn đảng như ngày xưa nữa, người ta muốn rời bỏ ra. Đấy một quá trình dai dứt. Và tôi vừa rồi tôi có ví với lại cái chuyện mà đi bỏ đảng còn khó hơn nhiều lần so với bỏ vợ chồng bỏ nhau. Chắc bạn ấy không để ý tới câu trả lời của tôi lúc vừa rồi. Tôi thêm cái câu dây này nữa. Sơ dây dứt thì phải nói là cái này này. Thường thường thì những người như chúng tôi á, những người đảng viên ấy, thường thường là một gia đình đảng viên. Bố là đảng viên, rồi mình cũng là đảng viên. Nhiều khi là cái lựa chọn của bố ở cái thời điểm của bố nó khác cái thời điểm tôi lựa chọn. Rồi chúng ta lại cùng một con đường. Bây giờ tôi lại đi ra khỏi cái con đường đó, tức là có một phần nào đó tôi phủ nhận cả cái việc mà bố tôi đã lựa chọn. Tôi cũng thấy rất khó. Thí dụ như tôi cũng nói cái thí dụ như bây giờ ông Phạm Bình Minh là con trai của ông Nguyễn Cơ Thạch. Ông Nguyễn Cơ Thạch đã bị mất chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, mà mất toàn tất cả mọi chức vụ, là con bài mặc cả, là cái vật tế thần cho mặc cả để cải thiện lại quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Trung Quốc đề nghị Việt Nam và Trung Quốc sẽ bình thường hóa quan hệ nếu không có ông Nguyễn Cơ Thạch. Thế thì bây giờ thì ông Phạm Bình Minh lại phát biểu những cái thứ nghĩa là lại còn ủng hộ lại, nghĩa là trong lòng chắc ông Bình Minh cũng phải nghĩ đến cái bài học của cha mình. Nhưng là đảng viên là thì có khi ông lại phải kìm nén lại những cái thứ đó. Kìm nén lại những thứ đó, hoặc ông muốn thay đổi lại ông muốn có những cái thay đổi trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông muốn đưa với cái trình độ nhận thức của ông muốn đưa đảng có những thay đổi, thì có khi ông lại còn phải soi sáng cái bước đường đi của cha mình.
Do đó tôi thêm một chút, không biết mọi người có hiểu ý của tôi không? Ý của tôi là thường thường một gia đình đảng viên, thường thường cả đại gia đình đó là đảng viên, cả đại gia đình đó là đảng viên. Thế thì đó là một cái quyết định của mình cũng rất là khó khăn, bởi vì nó lại đi ngược lại tất cả mọi người. Cái đó nó cũng đã xảy ra ở rất nhiều gia đình mà hiện nay rồi. Đấy, thì tôi bổ sung cái điều đó. Dạ vâng, cảm ơn ông Đại sư Hùng. Thưa quý vị và các bạn, là chúng ta có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà có nhiều câu hỏi chung, thành thử ra là cũng cố gắng lọc lại những câu hỏi để cho nó khác, có sự khác biệt một chút xíu. Thì Lan xin chuyển một câu hỏi của một vị có tên anh hay chị Tâm Trần. Đây là câu hỏi của chính tôi. Việc giáo sư Chu Hảo và vài trí thức bỏ đảng mà người nào cũng hơn 30 tuổi đảng, giờ mới thấy Đảng Cộng sản Việt Nam sai nên bỏ đảng. Tại sao trí thức mà chậm hiểu như vậy so với những người bỏ đảng khi đang còn quyền chức và ưu đãi như ông Bùi Tiến, ông Đặng Xuân Hùng thì ai đáng trân trọng hơn? Thì có lẽ là xin mời ông Nguyễn Đình Thủy nhận định cái câu hỏi này đúng hơn. Câu này có lẽ rằng cái nhường danh Đặng Xuân Hùng thì nó anh ấy dễ trả lời hơn, bởi vì là anh đã từng bỏ đảng và anh đã từng là nhiều, cũng có nhiều chục năm ở là đảng viên ở trong đảng. Chứ còn tôi thì tôi chưa có kinh nghiệm về vấn đề này. Thực ra thì cái câu hỏi này thì nó cũng sát sườn với những cái người mà lâu đảng viên lâu năm. Thực ra thì khi vào đảng, bản thân tôi cũng thấy những ánh sáng, nghĩa là tóm lại là ý tốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc cũng như đối với người dân Việt Nam. Có cái đó, ý muốn chủ quan của họ không đáp ứng được, bởi vì là họ đã theo đuổi một cái khuôn mẫu quá lạc hậu cho cái đời sống chính trị quốc tế. Họ đã theo đuổi cái chủ nghĩa Mác Lênin, họ đã thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh rồi xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cái đó nó sẽ chỉ đi ngược lại lợi ích của người dân. Để những xây dựng cái thể chế đó nó sẽ cuối cùng thì nó lại đi ngược lại những cái ước mong ban đầu của những người đã từng tham gia rất lâu vào đảng. Thì tôi cũng phải nói là cũng nên những người sau này mới chứng kiến những cái sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng nên chia sẻ với những người nào đã từng vào đảng rất lâu, khi cái thời mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn nằm trong dân, vẫn còn gắn bó với cái đời sống của người dân, vẫn còn chia sẻ những chia ngọt sẻ bùi với người dân, thì cái đó phải nói rằng là cái này để mà thuyết phục được những người mà sống ở trong thời hiện đại cũng rất khó, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây được quá nhiều tội ác để không có thể minh bạch được, hoặc không có thể phân minh được cho những cái gì, những ý tốt ban đầu của mình được nữa. Thì cái đó tôi cũng chỉ muốn chia sẻ với những cái người đảng viên lâu năm ở những cái, và cần mọi người thông hiểu họ ở cái câu chuyện như vậy. Dạ vâng, cảm ơn ông Đặng Xuân Hùng. Và cũng còn nhiều câu hỏi nữa. Lan xin chuyển quý vị là của một vị cũng có tên là Công Trinh Nguyễn, Công Trình Nguyễn. Quý vị có nghĩ rằng đã có rất nhiều đảng viên Cộng sản đã bỏ đảng trong tư tưởng không? Mời rất quý vị. Đúng. Yeah. Rất đúng. Cái đó thì cực đúng. Bởi vì đảng viên cũng là người dân thôi. Đảng viên cũng là người dân, ở gia đình mình thì ở ấy thì có thể nói là đảng viên, chứ còn về nhà thì cũng lại nói chuyện tiền nong với vợ, rồi chuyện lo học cho con, rồi đi chữa bệnh cho cháu, tất cả những cái chuyện đó, tất cả những học học tiếng Việt của ông Bùi Hiền chẳng hạn, nó ảnh hưởng hết chứ còn gì nữa. Thì đảng viên cũng là người dân thôi.
người ta chỉ có nghĩa là ông đảng ông cho cái mác cái đó để cho gắn quyền lợi với đảng để bảo vệ đảng thôi, chứ còn đảng viên cũng là người dân thôi. Thì cái chuyện mà người ta bỏ người tư tưởng của người ta là nó thay đổi theo cái yếu kém của đảng trong cái thời gian vừa rồi, đảng không thể quản lý được cái đất nước này nữa rồi, yếu kém quá rồi. Thì họ cũng cũng nhận xét thế thôi, nhưng mà làm thế nào đấy thì họ cũng rất khó làm thế nào đấy. Câu hỏi vừa rồi mà chị Thanh Lan hỏi, Hùng cùng cũng nói, mà chị Anh Thụy cũng nói, Hùng chưa trả lời được là làm thế nào để có một cái domino đó, chưa chưa trả lời được, chưa trả lời được, bởi vì cứ khó, nó phụ thuộc vào từng đảng viên. Phải 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 biến cái tư tưởng, tất nhiên cái gì mỗi cái việc tư tưởng nó phải đi trước. Muốn có một con người dân chủ, muốn có một con người tốt, đầu tiên anh phải trang bị cho mình cái tư tưởng dân chủ cơ đã, chứ còn thì sau đó anh có mấy những có hành động để bảo vệ những cái ý tưởng dân tộc, ý tưởng dân chủ. Thế thì người đảng viên cũng thế thôi, người đảng viên thì thế thôi, họ đã thay đổi cái cách nhìn nhận của mình đối với đảng, nhưng họ vẫn đứng trong đảng thì, và họ cũng thật ra cũng thể chưa biết là cần phải làm như thế nào, làm thế nào để mà có thể làm có thể nào có thể được xoay chuyển được tình thế, làm mà lại không ảnh hưởng đến cái lợi ích của mình, mà không phải hy sinh cái gì khỏi. Thành ra là những có rất nhiều trường hợp, tức là khi có cơ hội đến thì hỏi hỏi thôi, không 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 ấy nữa. Thí dụ như là về hưu chẳng hạn, về hưu thì là một cơ hội rất là ấy. Ở cơ quan thì mình là vụ trưởng, mình là đảng, mình là bí thư chi bộ, nhưng mà về về địa phương có khi mình lại đứng dưới cái mà rất bảo thủ, làm bí thư chi bộ ở địa phương, thì có khi nghe những lời ông ấy nói thì những cái vị mà có nhận thức có kiến thức thì có khi người ta chán ngán và người ta thôi thôi bỏ sinh hoạt đấy. Rồi cái cơ hội đó là người ta bỏ, thế do đó là người ta bỏ đảng từ 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 lâu rồi, nghĩa là rất nhiều đảng viên đã bỏ, và nghĩa là khi mà công tác ở ở bên 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 Geneva này thì tôi có một ông đại sứ cũng rất là tiến bộ, cũng rất là thì ông cũng nói là thôi thì bây giờ sinh hoạt đảng là mình chứng minh sinh hoạt, không phải nói về làm sao chấp hành được mối chính sách của đảng, tuân thủ những ấy, mà chúng nó anh làm có làm việc tốt không, anh có hoàn thành nhiệm vụ không, thế thôi. Tức là cái cách nghĩ cũng đã của trong nội bộ của rất nhiều đảng viên cũng đã khác rồi, theo 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 tôi nghĩ như vậy. Như vậy là bây giờ thì chỉ có cái tức là cái một cái yếu của người Việt mình ấy, tức là có thể là hơi 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 lãnh đạm, hơi thờ ơ, đối với chỉ khi nào động chạm đến chính bản thân mình, động chạm đến chính bản thân mình mới dậy nảy lên, rồi mới lúc đó mới phản ứng. Thì đấy là cái mà thì chỉ đợi đến khi là đợi đến khi là người ta sờ đến mình rồi, quyền lợi của mình đã không còn nữa, thì lúc đó mình mới phản ứng, thì cũng lúc đó thì cũng thì đấy, thì Hùng cũng 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 nói những cái ý đó, không biết là mọi người Dạ, cảm ơn ông Hùng. Dạ. Ông Thụy có ý kiến gì không? về cái này tôi xin nói thêm một chút đi. Bạn nào đặt ra câu hỏi rất là hay, là đảng viên, về nói về đảng viên mà đã bỏ đảng trong tư tưởng thì có nhiều không hoặc là bao nhiêu. Thì cái này tôi xin nói rằng cái này này, nếu mà đảng viên bỏ đảng trong tư tưởng ấy, thì có lẽ là gần hết 4 triệu 6 đảng viên. Tôi xin nói như vậy, tại vì đảng này là như thế nào, đang phấn đấu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội phấn đấu đi lên chủ nghĩa xã hội thì bây giờ có ai tin không ạ? Lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng, có ai còn tin chủ nghĩa Mác Lênin không, trong khi nó sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu?
sụp đổ có bằng một cái có hệ thống ở trên thế giới thôi, và chỉ còn thoi thóp mấy cái nước con như Việt Nam rồi Trung Quốc gì đấy thôi, đấy, Cuba thì nó cũng ấy các thứ thôi. Thì là đấy là chủ nghĩa an ninh, về cái mục tiêu chủ nghĩa xã hội bây giờ có ai tin không? Tôi chẳng nghĩ là chẳng có ai tin, nhưng nói thì cứ nói với ông Trọng, nói với nói chưa Trọng đã tin. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà bỏ đảng trong tư tưởng thì tôi nghĩ rằng là thì hầu hết trong cái số 4.6 triệu đảng viên hiện nay đấy, và điều này cũng giải thích việc, nhưng mà tại sao mà cái số người ra đảng ít thế? Anh Hùng vừa nói đấy, nó là một cái sự quyền lợi gắn bó, nó gắn bó, nó không như các đảng khác trên thế giới hay cả ở các nước dân chủ, tức là đảng viên nó phải gắn bó quyền lợi thì nói. Chứ còn nếu mà đảng viên vào ra như cái tổ, như cái hội ở chơi cờ, hội đồng hương, hội ấy các thứ thì nó bỏ thì người ta đã bỏ hết rồi. Nhưng đây là có, và có vào đảng thì có chức có quyền đấy. Có chức có quyền, và có chức có quyền thì có quyền lợi đấy. Đấy. Cho nên nó gắn chặt chẽ như vậy, cho nên đảng viên họ bị khống chế gì đấy. Cái điều này giải thích tại sao rất ít người bỏ đảng, nó là như vậy. Chỉ trừ trường hợp những người mà bỏ đảng nó không, họ không có một cái điều gì gắn bó nữa, ví dụ như là mấy ông công nhân hay mấy ông bà nhân viên về hưu không còn gì nữa, không còn gì nữa thì mà cũng chán rồi, đóng thì lại đóng đảng phí, thì lại mất tiền đóng đảng phí mà chẳng được cái quyền lợi gì, hoặc có thể là một năm cho đi du lịch đấy, một ngày đóng góp một nửa tiền kiểu như vậy. Cho nên là chính những người mà đã bỏ đảng ấy, thì những người mà âm thầm bỏ đảng bằng cách là không đóng đảng phí, bằng cách xin ra khỏi đảng đấy, bằng cách là nghỉ sinh hoạt đảng, nhưng mà vẫn cứ để tên, cái số rất rất nhiều. Chứ còn cái số mà chúng ta đã biết tới, đã đếm được trên internet, ở trên mạng xã hội, số rất ít mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn lời bổ túc của ông Thụy. Có lẽ chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà chúng xin đọc một câu hỏi cuối cùng là của cô Huỳnh Thị Thanh Nhàn. Theo hai ông là việc giới trí thức rời đảng có tác động được gì vào giới sinh viên và giới trẻ? Câu hỏi này rất là hay, cảm ơn cô Thanh Nhàn. Ông Đặng Sư Hùng có ý kiến. Tất nhiên rồi, bây giờ thì cái này nó như luật, nó như là một cái niềm cổ vũ đấy, cổ vũ đối với sinh viên đấy, sinh viên thanh niên là những cái lực lượng rất là nòng cốt trong mọi cuộc cách mạng, bởi vì mọi cuộc cách mạng đều phải dựa vào thanh niên và giới sinh viên, bởi vì đây là những lực lượng khỏe nhất, có tầm nhận thức sáng sủa nhất trong cái toàn bộ xã hội. Thế thì đó là một cái niềm, những cái câu chuyện bỏ đảng như thế này, đó là một cái niềm khích lệ đối với, bởi vì khi người ta sẽ loại bỏ được những cái mà Đảng Cộng sản đã dạy dỗ họ, ấn vào đầu họ ấy, hàng mấy chục năm nay, dần dần thì nó sẽ loại ra, người ta sẽ loại những cái bài học, những cái gì nó đã ăn sâu vào trong đầu người ta, thì bắt đầu nó cũng rửa ra, rồi người ta loại dần ra. Và nhất là khi mà thanh niên, khi mà sinh viên đã có một cái thay đổi khác về nhận thức, một cách nhìn khác về Đảng Cộng sản Việt Nam, thì lúc đó họ sẽ có cách, họ sẽ có cái cách suy nghĩ để hướng dẫn cái hành động của mình làm sao để có thể đóng góp được cái công sức của mình theo một cái chiều hướng đưa đất nước đi tiến tới nó văn minh hơn. Xin hết ạ. Dạ vâng, mời ông Thủy. Vâng, thôi tôi cũng không có ý kiến gì thêm về cái câu hỏi này. Dạ vâng, trước khi chúng ta chấm dứt thì Lan cũng xin đặt thêm một câu hỏi nữa với quý vị. Trước những cái áp lực của dư luận như cái lá thư ngỏ của một số trí thức, hay mới nhất là cái lá thư của ông Nguyễn Đình Bin, cựu thứ trưởng ngoại giao, cựu thứ trưởng ngoại giao của Việt Nam,
yêu cầu là Ủy ban kiểm tra rút lại cái biện pháp kỷ luật đối với giáo sư Chu Hảo. Thì quý vị, cái điều này có thể xảy ra hay không? Quý vị nghĩ là cái điều này có thể xảy ra hay không? Và nếu không xảy ra thì tại sao? Xin mời ông Thụy trước, mời ông có ý kiến gì? Tôi có đọc cái thư của ông Nguyễn Đình Bim rồi. Nguyễn Đình Bim, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao. Thì phải nói thế này, cái thư ấy với ông của ông Nguyễn Đình Bim ấy là rất tâm huyết, trước hết là tâm huyết với Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà tâm huyết và trên tinh thần là phân tích dại khôn, đấy, phân tích dại khôn, tức là cái mục đích của ông là ông muốn Đảng, nếu mà là tiến hành kỷ luật ông giáo sư Chu Hảo thì là sẽ dở cho Đảng, sẽ không tốt cho Đảng. Tức là xuất phát từ đấy, điều đó. Và nếu như mà ngừng loại cái ý định là kỷ luật giáo sư Chu Hảo thì điều đấy tốt cho Đảng. Và ông Bin cũng viết với một cái sự tâm huyết đối với Đảng. Đấy, có nghĩa là hoàn toàn mang tính chất xây dựng đối với Đảng. Đấy, có thể là trong cái mục đích của ông là có thể là ông viết như vậy để cho họ dễ nghe hơn, họ vẫn dễ tiếp thu hơn. Đấy, mà ông chọn cái lối viết như vậy, chứ còn chính ra trong tư tưởng của ông thì ông thì tôi không không thể đánh giá được. Đấy, nhưng mà ông sẽ chọn cái lối viết nó mang tính chất xây dựng, mang tính phân lẽ thiệt hơn đối với lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, nhưng tôi tin rằng là cái này thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng không có thể họ không đọc. Có thể họ không đọc lướt qua, hoặc có thể đọc kỹ rồi họ bỏ đấy, cũng như từng như là bỏ những cái kiến nghị của đại tướng Võ Nguyên Giáp bỏ người tai. Và ông Nguyên này là ở cái cấp thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, nguyên thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, còn ông Võ Nguyên Giáp là đại công thần mà họ còn cư xử như vậy, thì tôi nghĩ là số phận của cái thư của ông Nguyên thì cũng không có tác dụng gì đối với họ, phải nói là đối với họ ấy ạ. Vâng, chứ còn đối với công luận thì tốt thì có tác dụng. Tôi theo tôi thì tôi tiếp lời anh Thụy. Tôi chia sẻ với những ý kiến anh Thụy. Bản thân tôi thì tôi nhìn nhận khi cái thư của anh Bin là như thế này. Anh Bin thì thực sự mà nói là đọc cái thư của anh Bin thì phải nói là mình có cảm tưởng như là anh ấy đứng như là một cái người là nó trung gian giữa cái trong cái trào lưu của Đảng này. Một bên thì là tất cả quần chúng, rồi những trí thức như ông Quang A, bà Lan, ông nghĩa là tất cả 12 cái vị trí thức đó làm cái thư, thì đó là cái giới trí thức đấy. Đấy, và một bên nữa là Đảng, là Đảng khối gọi là cái ủy ban chung. Thế thì ông anh Bin anh ấy đứng ở cái tư cách rằng là anh ấy 56 tuổi Đảng, rồi anh là từng là ủy viên Trung ương Đảng, rồi là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thì với cái viết của anh ấy thì anh có vẻ như là đứng ở giữa để làm cho là ý kiến của tôi thế này, để cho Đảng có vẻ nó dễ nghe, dễ chấp nhận hơn với cái từ ngữ, cũng như chọn cái từ ngữ, cũng như cái cách mà phân tích lập luận, để mà và cũng toát lên một cái rằng là anh Bin chọn cái hướng là Đảng thay đổi, tức là đã đến lúc Đảng nên thay đổi bằng cái việc là bỏ cái kỷ luật của ông Chu Hảo đi, thì đó là một cái hành động thay đổi đầu tiên mà Đảng nên làm. Tức là với những đảng viên như đã gắn bó với Đảng Cộng sản như anh Bin, thì anh Bin mong muốn rằng là Đảng thay đổi. Thì theo bản thân tôi cũng chia sẻ cái đó, bởi vì Đảng thay đổi cũng là một cái đáp án không tồi như nào cả. Có thể Đảng thay đổi như nó sẽ ít đổ máu hơn là phải có một cái lực lượng cách mạng nào đó lật đổ Đảng đi, xóa Đảng đi, thì đợi đến lúc đó
thì không còn cái phương nữa thì sẽ đau xót cho Đảng Cộng sản đấy, chứ không phải là không đâu. Thế thì anh Bin anh chọn cái cách là anh khuyên Đảng là nên thay đổi, anh chọn cách là Đảng nên thay đổi. Thế thì và cái cách đó cũng là một cái phương án không tồi một tí nào trong cái hoàn cảnh đất nước Việt Nam hiện nay. Còn cái việc mà là Đảng có thay đổi cái quyết định kỷ luật ông Chu Hảo thì tôi chả bao giờ tin cả. Chả bao giờ tin. Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ nhận mình sai cả, chưa bao giờ nhận mình sai cả. Bởi vì các ông ấy bảo thủ cho đến cái mức rằng là Đảng, mỗi quyết định của Đảng đã được cân nhắc, đã được suy nghĩ, đã được rất quyết định của Đảng là chính xác. Và tôi chưa bao giờ tôi thấy Đảng nhận sai cả. Thế do đó là tôi không tin, và tôi đi đến cái kết luận rằng là tôi không tin Đảng sẽ thay đổi trong thời gian này. Tôi nghĩ Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có đến bước đường cùng, nghĩa là không còn lối nào thoát, thì các ông ấy mới chọn hướng thay đổi. Cái đó là một cái đó nó thể hiện được rất nhiều lựa chọn trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam rồi, rất nhiều cái thời điểm chỉ đến khi mà họ không cùng đường, không còn lối nào thoát nữa, như cái bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, khi họ cùng đường rồi họ phải chấp nhận làm tay sai cho Trung Quốc, bởi vì không thì sẽ sụp đổ theo Liên Xô. Thì do đó cùng đường, và khi cùng đường thì người ta chọn những cái lối đi rất chọn lối thoát rốt, có khi rốt rất khèn, rốt rất khèn. Đấy là cái câu trả lời của tôi đối với cái câu hỏi của chị Thanh Loan. Dạ vâng, cảm ơn hai vị rất nhiều. Có lẽ chúng ta chấm dứt chương trình ngay tại đây. Cảm ơn anh ông Nguyễn Tường Thụy đã bỏ thời gian tham dự buổi hội luận với chúng tôi. Cảm ơn ông Đặng Xương Hùng từ Thụy Sĩ. Cảm ơn hai vị. Trước khi chia tay thì quý vị hai vị có muốn hai vị nói vài lời chia tay với quý khán giả. Vâng, tôi cảm ơn chị Thanh Lan đã tổ chức cuộc nói chuyện này. Chúng cảm ơn đồng bào và các bạn, các quý vị ở trên mạng xã hội đã chú ý theo dõi cái buổi nói chuyện này. Xin cảm ơn. Dạ. Xin mời ông Đặng Xương Hùng. Dạ, tôi cũng xin rất cảm ơn chị Thanh Lan cũng như những người đã đứng ra tổ chức cái buổi trao đổi trực tiếp như thế này. Tôi cảm ơn tất cả những cái câu hỏi cũng như những chia sẻ của tất cả những thính giả. Cảm ơn anh Tường Thủy đã cho những cái bài học rất là quý trong cái đời sống quần chúng của mình. Vâng, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả của Facebook Việt Tân livestream ngày hôm nay. Theo Thanh Lan nghĩ là chưa bao giờ Thanh Lan thấy là cái vấn đề tham nhũng trở thành một quốc nạn tràn ngập tại Việt Nam từ cấp trung ương đến tận các cơ sở, và chưa bao giờ cái nền kinh tế Việt Nam lại bước vào một cái cuộc thập thế này. Thành thử ra chị thấy là Đảng Cộng sản là một đảng có một cái tư tưởng, chẳng có tư tưởng gì cả, và chỉ có một tư tưởng là một đảng độc tài, độc trị. Và đây là một cái nguồn gọi là rất là cho xã hội Việt Nam rơi vào cái tình trạng không thể gọi như là thê thảm hơn bao giờ hết. Thành thử ra kêu gọi những người đảng viên ở trong nước còn nghĩ tới tổ quốc, xin hãy nghĩ tới những cái thảm cảnh ngày hôm nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã mang tới cho đất nước Việt Nam mình như thế nào. Thanh Lan xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Facebook livestream với ông Đặng Xương Hùng và ông Nguyễn Tường Thụy từ Việt Nam. Xin hẹn gặp lại quý vị vào trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào.